Có câu chuyện vui về ba ông lão uống trà. Ba ông lão này cũng thấm nhuần đạo pháp, triết lý nhân sinh, nhất là triết lý Phật giáo về vô thường. Hôm nọ có ai tặng gói trà ngon, cái ba ông lão mới châm bình trà ra ngồi uống để cho tăng thêm buổi uống trà. Cho nên ba ông lão mới nói thôi ra chủ đề hôm nay mình chọn cái chủ đề nào đó mình bàn. Thế là ba ông lão mới bàn về chủ đề vô thường. Chủ đề vô thường của Phật giáo, triết lý Phật giáo. Vô thường là gì quý vị biết không? Vô thường là gì? Ai hiểu không? À, hay quá. Vô thường là không có trường trường tồn, không có thường tồn. Trên thế gian này Đức Phật Ngài dạy tất cả các pháp đều vô vô thường. Chỉ có cái pháp vô thường là nó thường. Chỉ có cái pháp vô thường là nó thường nha, lúc nào nó cũng có mặt. Còn tất cả các pháp đều vô thường, nhưng mà cái pháp vô thường á nó là thường. Thế là ba ông lão này mới châm bình trà ra. Ra cái chủ đề là vô thường. Hôm nay mình bàn về cái này để mình xác định được là được làm người khó sống lâu lắm. Vô thường đến rước không biết lúc nào mà. Cái ông thứ nhất, ông uống ly trà vô. Ông mới thốt lên một câu cũng mang tính triết lý Phật giáo, nói là chủ đề vô thường. Ông mới nói rằng là hôm nay ba mặt ngồi đông đủ, chẳng biết sang năm vắng mặt nào. Vô thường à nghe. Ông tin chúng tôi bây giờ mình đây cũng được nè. À, hôm nay mấy mặt này ngồi đông đủ nè, không biết sang năm vắng mặt nào là có. Nếu ai mà quay phim mà đi, à, quay phim là điểm danh đi nghe, là nhờ thầy trụ trì ghi địa chỉ số điện thoại, đúng năm sau ngày này điện thoại có còn ai alo không. Điện thoại mà thấy thấy ba quý khách là biết rồi đó, người kia đi xa rồi. Câu thứ nhất của cái ông lão, ông nhất nói là hôm nay ba mặt ngồi đông đủ, chẳng biết sang năm vắng mặt nào. Ấn không? Khó sống lâu lắm. Mình cũng không biết mình có được qua con trăng này không, đừng nói qua năm nay. Vô thường mà. Sống nay chết mai. Cái ông thứ nhất nói xong, cái ông thứ hai ông nói anh nói vậy thì để biết được cái vô thường của anh nó lâu quá đi. 365 ngày, năm sau lận. Thì ông mới nói, ông mới thốt lên câu là đêm nay giày dép để nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô. À, nhiều khi tối nay mình lên giường mình ngủ rồi giấc ngủ nghìn thu chào đón mình luôn, sáng ta kêu không dậy, không thèm dậy nữa, rồi không kịp mang đôi dép vô nữa. Đêm nay giày dép để nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô, có xỏ vô nổi không, hay nằm luôn, nằm luôn, có luôn, vô thường là gì đó. Trời, đứa bé vỗ tay không thấm à. À này chắc cũng cốt bồ đề à, người gì mà cốt bồ đề đâu, nói đây mà không ai vỗ tay đâu, có mình bé đó ngộ được vỗ tay. Ông thứ hai vừa nói xong thì ông thứ ba mới uống một ly trà. Ông mới nói hai anh nói vô thường, một anh thì một năm sau mới biết, còn anh thì đợi ngủ một đêm mới biết. Ông này mới thốt lên câu là hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hay đi luôn. Nó ra mà nó không về, nó ra mà nó không vô, đúng mà đi mà nó không về, vô thường. Có nhiều người sáng đẩy xe ra rồi đi luôn không về nhà nữa, hơi thở nó không na ná vậy đó. Hơi thở y chang vậy, tức là thở ra mà không thở vào nữa là xong. Kiếp người mình nó mong manh đến mức độ chỉ có một hơi thở thôi, chỉ có một hơi thở thôi. Cho nên nói đến đây thì mình mới thấy được đó, người ta có đố một câu là trên thế gian này cái gì là quý nhất? Không phải vàng bạc châu báu ngọc ngà kim cương, những thứ mà mình đang đeo đuổi hàng ngày, mà cái quý nhất là hơi thở. Đúng rồi, cái nhất là hơi thở. Cái đơn giản là mình thở ra mà không thở vô nữa là coi như là tất cả đều vô
vô nghĩa hết. Như vậy thì cái điều khó thứ hai mà trong kinh Đức Phật Ngài dạy là gì? Được làm người khó sống, sống lâu, tức là có tuổi thọ. 10 năm cũng được, 20 năm cũng được, 30 năm cũng được. Và Ngài dạy rằng cái pháp vô thường này là một cái pháp để mà khích lệ chúng ta tu. Ai mà ngộ được cái pháp vô thường, thấy được pháp vô thường thì người đó mới biết chuyên tâm tu. Còn mà mình không thấy được vô thường thì mình dễ vui dữ lắm, dữ ngươi dữ lắm. Một đoạn kinh khác Đức Phật Ngài có giảng rằng là trên thế gian này có bốn hạng người, được ví dụ giống như bốn hạng ngựa kéo xe. Cái hạng ngựa kéo xe thứ nhất á, chỉ cần thấy cái người này á, cái người đánh xe á, giơ cái cây lên là con ngựa nó biết là nó kéo xe đi, thấy cái bóng thôi là nó biết là nó bổn phận của nó phải kéo xe đi. Thì Đức Phật Ngài ví dụ trên thế gian này cũng có một hạng người, giống như một hạng người là ở trên đời này họ chỉ cần vào chùa đó, nghe các sư các thầy dạy là cuộc đời là vô thường, không chắc, không bền vững, sống nay chết mai, không biết đi lúc nào, là cái người này họ thức tỉnh, họ về họ lo tu rồi. Cái tu của họ là không phải là cạo đầu đắp y xuất gia vô tu, mà cái tu của họ là gì? Là họ không làm điều ác rồi, họ lo làm điều lành thôi, họ chỉ chuyên về tạo những cái công đức phước đức thôi. Tu là vậy đó, tu là nghĩa của tu nó có hai nghĩa, ngoài cái chữ sửa ra là ngoài cái nghĩa ra nó có thêm cái nghĩa trau dồi, tức là trau dồi công đức, trau dồi phước đức, không có làm điều ác mà làm cái điều lành đó. Cái người tu là vậy đó, họ về họ lo họ chuyên làm cái gì ác họ không làm, gì thiện họ mới làm, mà tranh thủ dữ lắm. Bây giờ biết rằng có cái thân này thì mới dễ giác ngộ, dễ thức tỉnh, dễ mới tu. Nghe các thầy các sư ở chùa dạy là đời là vô thường là họ giờ, thì giống như cái con ngựa thứ nhất thấy cái bóng cây lên là lo kéo xe đi. Đức Phật Ngài dạy tiếp có cái loại ngựa thứ hai, cho dù có thấy bóng cây người này đưa lên, người đánh xe đưa lên cũng không chịu kéo xe đi, đợi cái người đánh xe đó đánh vào trong mông á, một roi quất vô cái mông á, bò kéo xe đó, đánh vào con bò hoặc là con ngựa, thì con ngựa đó mới làm nó kéo xe đi. Thì cũng giống như vậy, trên thế gian này Đức Phật Ngài dạy cũng có những người đến chùa, cũng nghe các sư các thầy giảng cuộc đời là vô thường, tịnh bờ. Cái vô thường đâu mất mới người ta con. Nhưng mà đi về nhà có cái ông ở đầu xóm á, đầu ngõ đó, mới ngày hôm qua ổng còn gặp mình chào, nói cười hỏi thăm. Hôm nay vô thường rước ổng đi rồi. Hôm nay thấy mình đó đang chuẩn bị lo đám rồi. Rần rần rộ rồi đâu, nhà đồ rồi đến là đục chở hàng rồi tới chuẩn bị thôi. Hỏi ra ông nói, ông nói chết rồi, mình hết hồn nữa trời. Mới sáng hôm qua đi ra ngõ gặp ổng mà, ổng còn hỏi mình khỏe không nữa, là mình trả lời mình khỏe rồi, hỏi ổng khỏe không, nó không khỏe mà sao nay ổng chết rồi ta. Thì lúc đó cái người này mới hết hồn, mới thức tỉnh, bắt đầu lo mà tu liền, tranh thủ liền. Không được rồi, mình không biết giấu ông này lúc nào đây. Là bắt đầu lo làm lành lánh dữ rồi đó. Chữ tu mình phải hiểu đơn giản là làm lành đến việc trau dồi công đức, không làm điều ác, chỉ làm các điều lành thôi. Rồi Đức Phật Ngài dạy tiếp là có cái hạng ngựa thứ ba, là cho dù thấy bóng cây hay là người này có đánh đi nữa cũng không chịu chạy. Cái dạng là lì á, cứng đầu á, đợi cái người này giận lên á, đánh thêm mấy roi nữa, mà đánh mạnh tay á, đánh mà nổi lằn á, đánh mà vô tới nổi lằn vô da đó, thì bắt đầu con ngựa nó đau quá nó mới chạy. Thì cũng vậy, Đức Phật Ngài nói trên thế gian này cũng có những người
Vô chùa nghe biết các pháp hữu vi là vô thường, có sanh ắt có diệt, có đến ắt có đi. Rồi biết cuộc đời là vô thường lắm, sống nay chết mai, cũng tỉnh bơ. Về nhà cái ông hàng xóm hôm qua đó, ông mới sống đó, nay ông quá ra người thiên cổ rồi. Cũng bình thường, ông chết có mắc mới tới mình đâu. Nhưng mà đụng cái trong nhà mình, trong quyến thuộc của mình, thí dụ nghe, cha mẹ, ông bà, cô dì, chú bác, mà có liên quan tới mình, dòng họ mình, mà ngày hôm qua mới khỏe, hôm nay đột tử, thì mới thấy được cái sự vô thường, phải lo tu. Đức Phật Ngài dạy tiếp, có cái hạng ngựa thứ tư, là cho dù có đánh cỡ nào cũng không đi, phải đợi cái người này lấy cái vật nhọn á, cái đinh á, đâm vô trong xương á, tới xương rồi, qua thịt tới xương rồi, thì đau quá rồi mới kéo xe đi. Đức Phật Ngài dạy mới giải tiếp là cũng có trên thế gian này cũng có những hạng người, cho dù là có nghe kinh đời là vô thường, cuộc sống này là vô thường, mạng sống này là vô thường, bấp bênh, rồi có thấy ông hàng xóm có vô thường nó rước ông đi, rồi kể cả vô thường rước người thân trong nhà mình đi, dòng họ mình, quyến thuộc mình đi, cũng không biết tu nữa. Nhưng mà một bất chợt một ngày nào đó soi gương, thấy sao cái mặt mình nó khác với ngày xưa quá. Thấy toàn là nếp nhăn không. Nói lối mòn về nghĩa địa có. Tóc mình thì muối nhiều hơn tiêu. Ví dụ như vậy. Bắt đầu sức khỏe suy dần. Cái vô thường đến với mình. Cái hiện trạng vô thường đến với mình. Cái tướng trạng vô thường đến với mình. Là mình già, nua, lụm cụm. Gối mỏi chân mòn mắt mờ tay điếc. Thì lúc đó mới bắt đầu lo tù. Trong kinh Đức Phật Ngài dạy có bốn hạng người vậy thôi. Nhưng mà ngày nay chúng tôi thấy nha, nếu Đức Phật còn sống, còn tại thế, chắc Ngài không giảng bốn hạng người đâu, mà Ngài giảng thêm một hạng người nữa, là năm hạng người. Lý do chúng tôi nói vậy, tại sao chúng tôi nói vậy? Là bởi vì chúng tôi thấy trên đời này có những người già rồi mà còn chưa chịu tu nữa. Ngày xưa là người ta maximum á, là già người ta lo tu rồi. Rồi mới có một câu khuyên là chớ để về già rồi học Phật. Mồ quan lắm kẻ nửa chừng sưng. Tức là nhắc nhở mình nhiều khi mình không sống từ từ tới già đâu. Mà ngày nay thì mình đã già rồi. Mà nhiều người cũng tỉnh bơ. Khi nào mà hơi vừa dứt á, thì việc đời nó mới dứt, chứ còn còn thở mà còn là còn sân si, là còn hơn thua. Cho nên nếu mà chúng tôi nói vui rằng nếu mà Đức Phật mà còn tại thế đến ngày hôm nay thì Ngài không giảng bốn hạng người đâu. Mà Ngài giảng thêm gì một hạng người. Người nữa đó là gì? Già. Trẻ không sớm biết tu hành. Không lo tài sản để dành mai sau. Cò già ủ rũ bên ao. Cá tôm chẳng có, xanh sao chết dần. Quý vị hiểu cái không lo tài sản để dành mai sau. Tài sản là gì biết không? Tài sản là gì? Trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau. Tài sản đây là gì? Đúng rồi. Là hành trang thiện nghiệp phước báo công đức của mình. Bởi vì khi mình chết đi thì mình không mang theo được những cái tài sản hiện thực của con người, nhà cửa, đất đai, ruộng vàng, châu báu, ruộng vườn châu báu, không mang theo được. Chết rồi tiền của chẳng đem theo đó. Đừng sợ cho đi hết của nghèo, cho được càng nhiều thêm phước lớn, mà nhân nào quả nấy nó dẫn theo đó. Nhờ cái nhân quả nó mới theo, phước nó theo mình. Làm phước vốn lời thêm gấp bội. Những người làm phước chẳng khi nghèo. Muôn ngàn bao kẻ gương trước mắt, phước đức càng nhiều quả chẳng đều. Vỗ tay đi.